Xin chào tất cả mọi người. Hello everyone. 10 quốc gia nghèo nhất thế giới tính theo GDPPPP mỗi người. 10 poorest countries in the world by GDPPPP per capita. Số 10, Yemen, ở Tây Á, GDPPPP mỗi người, 1996 đô la. Number 10, Yemen, GDPPPP per capita, $1996. GDPPPP là gì? GDP bình quân đầu người, sức mua tương đương, PPP đồng đô la quốc tế hiện tại đó là GDP chia cho dân số giữa năm GDP là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ cho mục đích sử dụng cuối cùng được sản xuất bởi các nhà sản xuất thường trú trong nền kinh tế What is GDP PPP the GDP per capita purchasing power parity PPP current international dollar It is the GDP divided by the mid year population GDP is the total value of goods and services for final use produced by resident producers in an economy Số 9, Madagascar, Madagascar, Ấn Độ Dương, GDPPPP mỗi người, 1979 đô la. Number 9, Madagascar, GDPPPP per capita, 1979 la. Số 8, Liberia, Liberia, ở Tây Châu Phi, GDPPPP mỗi người, 1882 đô la. Number 8, Liberia, GDPPPP per capita, 1882 dollars. Số 7, Malawi, ở Đông Nam Châu Phi, GDPPPP mỗi người, 1.712 đô la. Number 7, Malawi, GDPPPP per capita, $1,712. Số 6, Niger, Niger, ở Tây Châu Phi, GDPPPP mỗi người, 1.675 đô la. Number 6, Niger, GDPPPP per capita, $1,675. Số 5, Mozambique, Mozambique, ở Đông Nam Châu Phi, GDPPPP mỗi người, 1649 đô la. Number 5, Mozambique, GDP PPP per capita, $1649. Số 4, Congo, ở Trung Châu Phi, GDP mỗi người, 1552 đô la. Number 4, Democratic Republic of the Congo, GDP PPP, per capita, $1552. Số 3, Trung Phi, ở Trung Châu Phi, GDP mỗi người. 1.123 đô la. Number 3, Central African Republic GDP PPP per capita $1123. Số 2, Burundi ở Đông châu Phi, GDP PPP mỗi người $916. Đô la. Number 2, Burundi, GDP PPP per capita $916. dollars nhất là nước Nam Sudan, Nam Sudan ở Đông châu Phi, GDP PPP mỗi người $455. Đô la. The poorest country is South Sudan, GDP PPP per capita, $455. Việt Nam đứng thứ 82, GDP PPP mỗi người, $15,470. Vietnam is at number 82, GDP PPP per capita, $15,470. Gia Nã Đại, Canada, đứng thứ 163, GDP PPP mỗi người, $60,495. Canada is at number 163, GDP PPP per capita, $60,495. Cảm ơn mọi người đã xem. Thank you for watching. Hy vọng gặp lại bạn lần sau. Hope to see you next time. Xin chào tạm biệt. Bye bye.